Vâng, xin chào mọi người. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2019 thì Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng sẽ giới thiệu cho anh em một vài mẫu xe. Một vài mẫu xe mà đang có mặt tại cửa hàng ô tô cũ Tuấn Anh Hải Phòng. Đây là cơ sở 2 của mình, có địa chỉ tại số 73-173 đường Hải Triều, quán Toàn, Hồng Bàng, Hải Phòng anh em nhé. Thì anh em xem video thì nhớ đăng ký kênh cho mình để là người đầu tiên nhận được những video và những chiếc xe mà mới về cửa hàng mới nhất. Thì anh em nào mà có nhu cầu thật sự hay là muốn tham khảo một mẫu xe nào đó thì hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 081-666-2386 anh em nhé. Đấy cũng là số Zalo của mình. Anh em nào mà đúng chân thì có thể liên hệ ngay cho mình. Thì ở đây cơ sở 2 của mình thì nó là một cái văn phòng thôi. Còn đâu cũng có một vài mẫu xe thôi. Còn đâu không nhiều bằng cơ sở 1. Cơ sở 1 thì mình cũng hôm qua mình cũng đưa lên một cái video tổng thể rồi. Thì hôm nay mình sẽ quay một vài mẫu xe bên đây cho anh em xem. Trên màn hình quý vị bạn đây đó là một chiếc Kia Morning sản xuất 2013 nhé. Con này màu trắng này, rút hồ sơ rồi. Chiếc này thì em đang chào bán với giá tiền là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning đời 2013. Màn hình DVD và cam nù đầy đủ rồi, máy móc gầm bệ cực chất luôn. Thì con này thì nói chung là nó qua dịch vụ rồi, xe rút hồ sơ rồi anh em nhé. Anh em nào mà mua những xe này về chạy Grab thì là khá là ok. Chạy dịch vụ khá là ok. Form xe của nó rất là đẹp, form siêu nhân rồi. Đấy, nốt nát rất là mới luôn. Một chiếc xe Kia Morning đời 2013 anh em nhìn này. Nốt nát rồi, la răng lưng kịch đồ rồi anh em nhé. Cái này nó hơi tối chút thì mình không có cái ánh sáng. Bên cạnh đây đó là một chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 này. Chiếc này em đang chào bán với giá tiền là 235 triệu đồng cho một chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 nhé. Màu bạc biển 98A. Một chiếc xe cũng khá là chất cho anh em. Nội thất, từ nội thất rồi là sơn xi của nó cũng khá là chất. La răng đúc. Đấy, con này là bản Nimo lưng kịch anh em nhé. Xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, la răng đúc, gương cụp xe. Đăng kiểm của nó thì còn đến tháng 6 năm 2020. Cũng khá là ok cho anh em. Anh em nào mà đang có tầm tiền như vậy thì mua một chiếc này về chạy thì cũng khá là ok rồi. Bên cạnh đây đó là một chiếc Toyota Vios sản xuất 2011 bản Nimo lưng kịch. Con này đã rút hồ sơ rồi và cũng đang được chào bán với giá tiền là 260 triệu đồng. Nội thất, tất cả nội thất thì dòng này thì anh em ok rồi. Máy móc gầm bệ thì dòng Vios này thì không phải suy nghĩ. Đây chiếc xe này mình chỉ quay gọi là qua cho anh em và báo giá cho anh em thôi. Anh em nào đúng chân thì hãy liên hệ ngay cho mình sẽ báo giá một cách cụ thể hơn, trực tiếp hơn và quay cụ thể cho anh em hơn. Đấy. Đây là tổng quan của chiếc xe thôi. Thì quý vị và các bạn xem video thì đừng quên vào like, đừng quên ấn vào nút đăng ký ở phần dưới video hai lần. Và ấn nút bật thông báo thì là sẽ khi có video về hay là xe về mình sẽ tải lên cho quý vị và các bạn xem. Một chiếc xe Vios đời 2011 này 260 triệu đồng. Đấy, về chỉ việc bấm ra tên thôi trong vòng phút mốt. Bên cạnh đây đó là một chiếc Hyundai i10 sản xuất 2015 bản thiếu. Con này thì em đang chào bán giá tiền là 248 triệu đồng cho anh em. Một chiếc xe khá là chất đời 2015 nhé. Xe rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Máy móc zin cả xe cho anh em. Keo chỉ đẹp, zin. Đấy, sơn xi khá là ok. La răng đúc rồi. Anh em nhìn thấy từ những cái tô cửa này. Đấy, mạ inox chrome rất là đẹp, ghế lỉ nguyên bản anh em nhé. Màn hình DVD và cam nồi rất là đầy đủ rồi. Con này về chỉ phải sẵn đi thôi, bấm biển vào tên nghĩa là xong thôi. Đấy. Đăng kiểm một chiếc xe thì có đến tháng 10 năm 2019 này. Đấy. Bên đi vào trong đây đó là một chiếc Kia Morning đời 2009 số tự động, biển Hải Phòng, bản đồ anh em nhé. Con này thì có video riêng rồi, con này đang chào bán giá tiền là 238 triệu đồng. Ba màn hình luôn anh em nhé, con này có video riêng rồi nhé. Anh em nào mà đúng chân mẫu xe này thì liên hệ ngay cho mình hoặc là kết bạn Zalo với mình sẽ gửi cái video chi tiết của chiếc này cho xem. 238 triệu đồng. Đây là một chiếc Spark, thì chiếc Spark này em bán vào cho bác ở Bình Dương rồi. Đây là một chiếc Honda Civic sản xuất 2008 này. Đấy, chiếc này đang chào bán với giá tiền là 275 triệu đồng. Thì xe để trong đây nó hơi bụi một chút nên là anh em thật sự thông cảm vì đấy, Mitsubishi Jolly 2005. Con này bản đủ anh em nhé. Con này đang chào bán giá tiền là 159 triệu đồng. Bản đủ đời 2005 anh em nhé. Đấy. Mắt xích, nốt treo, đèn cột, turbo. Rất là đẹp cho anh em. Tiếp theo đây đó là một chiếc Captivan sản xuất 2008.
À 2007, chiếc này đang chào bán giá tiền là 248 triệu đồng anh em nhé. Một mẫu xe 7 chỗ. Đấy, thương hiệu của Mỹ, rất là đẹp. Máy 2.4 phiên bản số sàn. Đấy, anh em nào mà đúng chân thì liên hệ. Biển 18 anh em nhé. Đấy, con này là bản đồ này. Chỉnh điện, chỉnh điếc rồi là điều hòa tự động. Chạy rất là chất. Nissan Grand Livia sản xuất 2011, 255 triệu đồng, biển 3. Biển 35840029 này. 7 chỗ anh em nhé, thương hiệu của Nhật Bản nhé anh em nhé. Giá chỉ có 255 triệu đồng thôi. Đấy, anh em nào đúng chân thì liên hệ. Daewoo Gentra sản xuất 2008, bản phiên bản số sàn. Xe không taxi dịch vụ, biển 15A15957 này. Chiếc này đang chào bán 166 triệu đồng. Anh em nào đúng chân thì liên hệ ngay cho mình một chiếc xe không taxi dịch vụ khá là chất cho anh em luôn. Anh em nào đến xem xe và chạy thử trực tiếp anh em nhé. Rios Demo sản xuất 2009. Chiếc này đang chào bán giá tiền là 240 triệu đồng. Con này là biển Hà Thái Bình, màu bạc. Biển 17A05175. Đăng kiểm của chiếc xe cũng còn đến tháng 6 năm 2020. Cái xe này em cũng có video riêng rồi cho anh em nào mà đúng chân thì liên hệ và sẽ kết bạn với mình. Khá là ok anh em ạ. Hyundai Getz 2009. À con này là 2008. Máy 1.4. Này 168 triệu đồng anh em nhé. Hyundai Getz này. Con này máy 1.4. Một xanh anh em nhé. Bên cạnh đây đó là một chiếc Captiva 2007 này. Cái này đang chào bán giá tiền là 248 triệu đồng. Đời 2007 nha anh em nhé. Biển 43. Đây là một chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2010. Tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Màu vàng cát, biển Hà Nội. Zin cả xe cho anh em. 288 triệu đồng anh em nhé. Đấy, anh em nào đúng chân mẫu xe này thì liên hệ với em. Một chiếc xe thương hiệu của Mỹ, rất là đẹp. Zin cả xe, một chủ từ đầu, biển Hà Nội. Với giá tiền chỉ có 288 triệu đồng thôi. Anh em nào mà đúng chân thì hãy liên hệ ngay cho em. Rất là ok anh em nhé. Bên cạnh đây đó là một chiếc Kia Morning sản xuất 2008. Số tự động. Con này đang chờ bán với giá tiền là 212 triệu đồng. Biển Hà Nội anh em nhé. Đấy, một chiếc xe khá là chất cho anh em nhìn này. Màu lông chuột anh em nhé. Zin cả xe, biển Hà Nội. Đấy, số tự động anh em này. Chạy chiếc này thì khá là ok rồi. Không phải suy nghĩ gì và giá tiền chỉ có hơn 200 triệu một tí thôi, 212 triệu đồng. Anh em nào mà đúng chân thì liên hệ với em. Anh em xem video đừng quên like và đăng ký kênh cho mình để là người đầu tiên nhận được những video và những chiếc xe mà mới về cửa hàng của mình nhất nhé. Đây đang giới thiệu về một chiếc Kia Morning sản xuất 2008 này. Cái này đang chào bán giá tiền là 212 triệu đồng anh em nhé. Đấy. Rất nhiều mẫu xe cho anh em lựa chọn. Đây là một chiếc Captiva sản xuất 2009 anh em nhé. Form mới. Cái này đang chào bán với giá tiền là 292 triệu đồng. Đấy, con này có video riêng rồi anh em nhé. Đây là một chiếc Captiva này, 2007 này, số tự động này. Đấy, chiếc này mới về cho anh em nào đúng chân với xe này thì liên hệ ngay cho em. Đời 2007, số tự động anh em nhé. Máy 2.4. Xe rất là chất cho anh em. Bên cạnh đây đó là một chiếc Lazetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc.
Con này là biển 30A11372 đời 2010. Chiếc này đang chào bán với giá tiền là 272 triệu đồng. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc anh em nhé. Khá là chất cho anh em nhìn này. Đấy, một chiếc Lazetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Máy móc gầm bệ miễn bàn luôn, zin cả xe, 272 triệu đồng. Con này là một chiếc Kia Morning đời 2010. Bản đủ, con này một chủ từ đầu. Màu xanh. Đấy. Màu xanh nha anh em nhé. Một chủ từ đầu. Chiếc này đang chào bán giá tiền là 255 triệu đồng. Biển 16L218 này. Đấy. Một chiếc xe khá là ok cho anh em. Với giá tiền chỉ có 255 triệu đồng thôi. Đấy thì vừa rồi mình cũng giới thiệu qua cho anh em một vài mẫu xe mà đang có mặt tại cửa hàng của mình. Anh em nào mà đúng chân mẫu xe nào thì hãy liên hệ ngay cho em. Thì em còn rất nhiều mẫu xe, rất nhiều đủ chủng loại, từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng, từ 2 chỗ cho đến 7 chỗ, từ đấy. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.